Chào các bạn, đây là Rồi, phòng phòng ở IOI năm 2015 của Nguyễn Việt Dũng nha. Đây là tủ quần áo. Cái chỗ này là cái khăn vừa lau đầu xong. Chỗ đây là tủ để giày. Cửa thì chắc là người dọn phòng thì sẽ là vào được. Đây là nhà vệ sinh. Ở đây có một cái đặc điểm là đóng cửa vào thì cái cuộn nợ kia nó sẽ đóng vào. Mở ra thì sao nó vẫn đóng vào nhỉ? Thôi vào kệ. Cái chỗ này là gì nhỉ? À đây, chỗ này là nhà tắm. Đóng cửa vào thì nước sẽ không bắn ra ngoài. Nhà tắm này lại còn không có cống. Nó không thoát nước được. Đây. Đây là bồn rửa mặt, gương, thùng rác, vân vân. À, bồn vệ sinh thì nói chung là rất là quái dị. Ở đây có một cái mùi gọi là đặc trưng của Kazakhstan, là lần nào vào phòng cũng ngửi thấy cái mùi này rất khó chịu. À, đây là giường của mình. Giường thì người ta không cho chăn, nên là phải lôi cái ga ra để đắp. Còn tự dưng lại có một cái mảng bị như kiểu rách ở đây, thế là phải lấy cái bọc gối ra để đặt vào. Gối thì bên trong có cái gì nhỉ? À, lông chim. Rất là hoành tráng. Mỗi phòng bố trí là có một cái bàn và hai cái ghế. Ok. Là chúng ta sẽ đến với cửa Chào sổ. mấy em đóng cửa đi nhá. Cửa sổ. À, Chào mấy em. giới thiệu với các bạn, đây là cái thứ vô dụng nhất trong cái phòng này, Nhá. không không có cái tác dụng gì hết, nên Cửa là mình không biết là đấy là cái gì. sổ. À, còn đây là đối diện với ký túc xá là cái thư viện. Giờ tối quá cũng chả quay được cái gì cả, không nhìn ra thư viện đâu, phải đợi đến sáng. Ở bên kia là cũng chắc ký túc xá. Ở đây thì có rất nhiều cỏ và nhiều cây. Ok, vừa lúc nãy có bắn pháo hoa rồi, hết rồi. Xin chào Ok. mấy em ở đây. Còn Ta sẽ đưa nước ta đây là xay bạn cùng phòng của mình. Tên bạn ấy nước là Kiên. ta Bạn ấy rất là xấu hổ và không ló mặt ra. Ok. Muốn Cửa. giới thiệu nước ta xay. Từ từ đã. Cửa cửa này thì nó hiện đại một chỗ là không đóng được, mà chỉ có người dọn phòng mới đóng được thôi. Rèm này thì từ chết, mình cũng làm đứt mất một số đoạn ở phía trên rồi, cho nên là chỉ kéo được đến đây thôi. Ok, Cũng cài đến hết đấy. đến hết à? Ôi chết, hình như mình vừa làm đứt Kéo từ thêm một đâu đi rồi. ra? Kéo. Kéo từ đâu? Kéo 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 từ đâu nữa? Được được được, Kéo. kéo được kéo được. Kéo từ đâu ấy? Từ đâu ấy? Kệ, không không quan tâm nữa. Kéo ai cho đỡ lạnh nhá. Lạnh à? À. À, thế thôi. Kéo từ chỗ đầu ấy. Đầu nữa, đầu nữa, Anh đầu. không kéo được. Đầu kia. À, Đầu. ngon. Đấy. Tiếp tiếp đó, Rồi, ok. kéo kéo lại từ đâu, kéo lại trái hết và không nhớ em. Yeah, ok. Ở đây thì có một số loại côn trùng, mình cũng không biết là cái Đầu nữa là kéo từ đầu kia chứ, cứ cái tập gì. trung kéo từ đầu kia, cứ tập trung kéo từ đầu này, cứ kéo Ôi, đi. sắp đứt rồi. Thôi, đừng, đừng, đừng. Người ta chửi rồi đấy. Đây là cái đèn phòng có màu vàng. À, đây. Một thứ rất là quan trọng mình xin giới thiệu, đó là cái này. Hôm nay mình vừa lấy được xong. À, đây, thành quả của mấy ngày trời cối. À, cái này là huy chương bạc IOI 2015. Trông thì hơi hơi giống vàng ấy, không phân biệt được đâu.
Dưới ánh đèn nhà thì Ừ. không được gì được. Không thể phân biệt được, nhưng mà khá là nặng. Và đây là cái huy chương đầu tiên của mình. Ok. Thôi chắc là cũng không có gì để quay nữa đâu. Đã say. À đây 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 đây, đúng chuẩn luôn. Đây là một loại nước xuất hiện ở khắp mọi nơi ở Kazakhstan, nên nó là ta say. Rồi Còn rất nhiều loại nước quái dị ở Kazakhstan, Pussy. nhưng mà mình quên mất rồi. À còn loại trà thì tên là phu xe gì gì đấy, có rất nhiều vị. Pussy. Phu sti. Còn đây là chai Sprite 250 ml. Chắc là không có ở Việt Nam đâu, nhỏ lắm. Ok còn gì nữa không? Thôi chắc là không có gì để quay đâu. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.